tiểu đội miền Nam và tiểu đội miền Bắc. Thì ở tiểu đội miền Bắc là bạn Tuấn Hải, bạn Hoàng Nam đang là đội màu đỏ. Thì vẫn như bao cặp tiểu đội khác, các bạn sử dụng lựu đạn với bét màu xanh cộng với cả lưu gạch với bét đấu sĩ. Còn trong khi đó thì cái sự thay đổi của bạn Sơn Hải đang mang đến một làn gió mới cho chương trình thi đấu tổ đội, đó là bạn sử dụng lưu gạch kết hợp với cả bét gà. Và vừa rồi ở trận thắng vừa rồi thì chúng ta thấy được sự khủng khiếp của bét gà với tuyệt kỹ pháo đài, đã chỉ là những cú bắn chay thôi nhưng mà đã gây ra sát thương 2.000 2.000 ba máu. Vâng, và trận thi đấu thứ hai, tổ đội thứ hai xin được phép bắt đầu. Đây là một trận thi đấu hứa hẹn là sẽ rất hấp Mà đừng nhắc là nỗi đau nữa. dẫn. Đây Nỗi là đau bạn cá Đắc đầu Tân. của bạn Tân. Vâng, và chúng ta thi đấu, mắt thi đấu chúng ta là đảo băng. Đây cũng là một mắt thi đấu, nói chung nó không nhỏ. Nó khoảng hai màn hình nhưng mà với cái cách bố trí từ cái cục bay như này thì cái việc bắn góc tầm cao thì cũng có phần hạn chế, bởi vì chủ yếu là hai cái mảnh đất phía trên sẽ cản bớt lực đạo của bạn, còn hai đối thủ ở phía dưới sát dưới đất thì có quá nhiều đất để mà ảnh hưởng đến các bạn. Đó này. Chúng ta đang ở mắt nào gì Vinh? Map. Thấy chưa? Map. Nhiệm vụ có bao nhiêu nữa Chúng ta đang ở trong map thi đấu với trận tổ đội thứ hai. chống chế nữa. Ôi, Map. đây đây là một map mà Thỏ đã quên tên, tại vì đây là cũng là một map khá mới mới cập nhật Tàu trong băng. năm 2014, và Thỏ cũng hiếm khi gặp cái map này. Và đây là một map cũng khá là khó chịu, nó giống như những cái map mà cổ xưa của Guinea, nó những cái map mà có những cái cục tròn 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 ở phía trên á. Có nghĩa là ở phía dưới thì cũng một lớp đất cũng khá dày, tuy nhiên ở phía trên thì có rất là nhiều Chướng những ngại cái vật. ụ đất, và đó là những cái chướng ngại vật khá là khó chịu cho những bạn nào sử dụng những thanh bắn siêu cao. Như trong Guinea chúng ta thì các tuyển thủ chúng ta điều đó thì khá là bình thường, thì các bạn thì điều Góc gì các cao bạn hay cũng thấp thể thì các bạn đều áp sẽ được chế hết. được hết. Và ngay từ mà vừa nói xong thì các bạn thấy một pha bắn nó chính xác đến từ bạn nào nhỉ? Chúng ta có tên gọi bạn Tuấn Hải. Bạn Tuấn Hải vừa có một pha bắn nó chính Trời xác. ơi, Sơn Hải và Trung Dũng thì khó nhìn thôi, chứ Tuấn Hải với bạn Hoàng Nam rồi nhìn style quá trời. Quá trời quá đất. Một bạn thì tóc quá dài, còn một bạn thì cạo hai bên, buộc lên, nhìn giống như là anh Trọng Tài Gà Béo. Anh Trọng Tài Gà Béo 2 năm trước, cạo hai bên, buộc giữa. Bây giờ thì chúng ta đang chứng kiến những pha bắn chay, những pha đam thông thường nhằm thăm dò các đối thủ. Nhưng mà với mắt thi đấu mặc dù khá phức tạp nhưng ngay từ đầu vô thì các tuyển thủ đã thể hiện đẳng cấp của mình, các tuyển thủ ngay lập tức xác định vị trí của đối phương. Và vừa rồi thì là một pha bắn cộng một rất chính xác từ bạn Hoàng Nam, hiện giờ là đương kim vô địch châu Á hạng một cá nhân. Không biết là Vinh, bây giờ chúng ta ngoài lề xíu nha, không biết là Vinh cơ duyên gì mà Vinh đến với cái gọi là bình luận Guinea này. Thì sao lại lôi Không, tự nhiên Thỏ lại coi cái trận đấu như thế này thì Thỏ lại nhớ đến cái hình ảnh đầu tiên mà Thỏ nhìn thấy cái anh bình luận viên của Guinea. Anh bình luận đến trận thứ ba rồi thì giọng anh bị khàn. Thì lúc đó Thỏ nói là lúc đó là nói chung là họ cũng không có chuyên về MC cũng như bình luận viên cho lắm, tuy nhiên thì do là họ họ cũng có học một lớp tiếng nói sân khấu thì họ thấy là tại sao mà anh ấy lại có thể bị khàn giọng trong khi là nói bình luận mới có 3 trận thôi. Và phải nói là cái áp lực cũng một phần cũng do là áp lực ở phía dưới À, thật ra thì cái này là phải gào thét rất lớn, cho nên đó là cái động lực mà Thỏ trở thành bình luận viên của game này. Nghĩa là mình có thể mình xem thử mình luận bao nhiêu trận để mà mình trang tiếng. Mà rất may năm 2013 thì Thỏ bình luận liên tục trong vòng 2 ngày cũng không trang tiếng. Còn bên thì đến cái bên đi này thì do là hồi trước mình cũng chưa lên đi, chỉ là do nhưng dễ thương mình cũng bắn con lại nên cũng biết chút kinh nghiệm. Và thế là một ngày đẹp trời thấy tuyển bình luận viên mình thì cũng rất là thích nói nên thôi mình vô mình nói thôi. Vậy tại sao không chú ý cái map là map gì? Và tại sao không biết được là bên nào là tên gì phải mở ra coi? Hả? Thật ra là giả bộ hỏi gì thôi. Và cái gì giả bộ hỏi gì thôi, chọn thôi chứ không có gì hết á. Thôi chúng ta trở lại trận đấu đi ạ. Bây giờ bạn Sơn Hải đã bước trong cái khiên và bạn ấy chỉ còn
bạn ấy bị mất một chút xíu máu ạ. Bạn ấy chỉ còn dám thở được nói 5 phần 6 cây máu. Bạn ấy chỉ còn 5 phần 6 em máu. Nói như vậy thôi chứ các bạn có thấy là Sơn Hải và Trung Dũng đang thi đấu khá là cầm chừng, họ đang di chuyển vào cái thế mà chúng ta từng thấy, đó là hai bạn đứng gần nhau để có thể hỗ trợ, bởi bé để Trung Dũng có thể hỗ trợ cả hai với skill. Một pha xuyên giáp và các bạn. Vâng, xuyên giáp mất 1.600, nó khá là đau. Theo tôi nghĩ thì đó cũng khá là đau so với qua lựu đạn nữa, tại vì có thể thấy thì qua lựu đạn có một sự phòng thủ khá cao. Nhưng mà điều nguy hiểm hơn đó là bạn Châu Dũng đang bị bắn lún, hơi lún sâu xuống nách thi đấu. Cái đó là một điều bất lợi cho bạn, không rõ là bạn ấy còn có nhắm vào góc để mà bắn hay không. Không biết là Vinh có cái chiến thuật như thế nào, chứ hồi đó Thỏ rất là tâm đắc của chiến thuật với là băng lại thượng đạo, băng lại thượng đạo chia Vâng, đó là hồi xưa, à, hồi xưa đó chúng hồi ta dùng. xưa. Còn bây giờ thì do update phiên bản mới, chúng kỹ năng như là băng hay cái kiểu là do kỹ năng của bé hết, kỹ năng của thú cưỡi. Và việc đó thì ảnh hưởng chiến thuật của mình rất là nhiều, tại vì hồi xưa mình chơi thì vô tình có được một con rồng mà mình rất là khoái chơi băng rồi trắng máu. À đúng rồi, cắn 1.000 máu mỗi lần. Tuy nhiên thì do là chúng ta phải chờ hồi băng đúng không ạ? Chúng ta sẽ không còn việc mà băng liên tục như vậy nữa. Chúng ta chỉ có thể là chúng ta băng một tên và sau đó tới đồng đội chúng ta băng một tên. Đúng Do đó thì mới Phượng Hoàng mình nghĩ là nó lên ngôi. rồi. Lúc đầu là Phượng Hoàng với cả rồng nó còn đánh nhau, Đúng rồi, bây còn giờ khi mà Phượng mất Hoàng là băng Hoàng là chùm. Nói hồi sau các bạn la lên kim xà, trùm. bạn mình không có ý kiến. Vâng ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại nhịp độ trận đấu. Ngay cả những tin bắn đầu tiên thì các bạn Sơn Hải và Trung Dũng Hoàng Nam và bạn Tuấn Hải thì bắn khá là dày dặn các bạn. Trận đấu trên nhịp độ chúng ta khá là chậm và hầu như thì họ đang gọi là thăm dò lẫn nhau. Vâng ạ, bây giờ có một cú hit rồi, bạn Sơn Hải đã bắt đầu bút cho mình skill pháo đài. Pháo đài ở ngay sát góc màn hình phía bên tay phải là một vị trí cũng khá là thuận lợi. Một vị trí cũng khá là đau khi mà lượng gió cứ thay đổi liên tục sành sạch như thế này. Còn lại một pha cộng hai viên đạn nó bay ra khỏi màn hình. Ở vị trí này thì chúng ta gọi là nấp góc màn hình. Em đi xa quá luôn. Một pha băng của bạn Trung Dũng có lẽ là hướng về bạn Hoàng Nam. Nó chính xác, tại vì bạn Hoàng Nam đang sử dụng qua lựu đạn, qua lưu gạch. Có vẻ như là với sự hỗ trợ pháo đài thì các bạn ấy bây giờ không còn sợ cái sự trâu của vào lựu đạn nữa. Pháo đài có thể đã dễ dàng gây sát thương lên lựu đạn khoảng 2.000 máu, chỉ là những pha bắn rất là tên, rất là bắn đơn, rất là bình Và thường. nếu chúng ta để ý một chút xíu thì bạn Sơn Hải đã boost cho mình skill bắn chỉ định rồi các bạn, tăng 500 hộ giáp rồi. Nè, mình có thấy không? Ok, thấy rồi, thấy rồi. Vâng, một cú bắn chay xuyên giáp 3.000 máu cho Trung Dũng. À, vâng, đây mới là skill bắn chỉ định nè. Không có Vâng, F1. rất tiếc cho bạn Sơn Hải, bạn ấy đã rơi vào một góc khá là khó chịu khi mà pháo đài đã không thể nào phát huy tác dụng rồi. Vừa rồi là một pha mất đi 1.500 máu, khá là kỳ cục. Du duyên. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, tại vì bạn Sơn Hải đã bò xuống một cái góc tạo nhằm để một miếng đất để mà có thể là tạo ra cái khiên cho bạn ấy bị tránh bị tấn công, nhưng mà cục đất đó cũng là con dao hai lưỡi. Đúng rồi. Một pha băng có lẽ nhằm khóa đi cái sự gọi là đang tích cho một lượng máu khá lớn của bạn Hoàng Nam. Nếu mà Có chúng lẽ là ta nhìn lại thì nãy là hai lần xuyên giáp từ phía miền Bắc vào bạn Trung Dũng thì gây lên sát thương khác nhau. Bạn cầm lưu gạch thì gây sát thương 3.000 máu, trong rồi. khi bạn cầm lựu đạn gây sát thương 1.600 máu. Như vậy là chúng ta có thể thấy được sự khác biệt rất là lớn giữa Không, hai nhưng vũ mà khí. Vinh cũng phải để ý là lưu gạch vừa rồi là một pha bắn chay và nó sẽ không bị mất đam, trong khi là À đúng rồi. lựu đạn lại là một À, bắn pha bằng cộng 2 hai, cộng 2. và pha bắn cộng 2 thì tôi nhớ không lầm là mất đi 40% đam thì phải. Đó là một điều, lưu gạch thì đam nó đã ít rồi mà lại bị mất đi đam nữa.
lựu đạn. Và đúng như Vinh nói là đã có một cái khiên ở phía trước mặt của Sơn Hải rồi, bạn ấy khá khá thông ngoan khi Như vậy là góc thấp sẽ không tiếp cận được bạn đấy, chỉ có thể tiếp cận một góc cao. Nhưng mà đúng góc rồi cao thì bạn ấy đã nấp góc màn hình, nên viên đúng đạn rồi rất dễ bị lọt ra ngoài màn hình. Có vẻ như là khi mà chơi bắt gà thì việc mà nắm rõ được vị trí đắc lợi từ các map rất là quan trọng. Tại vì chơi một vô vị đó thôi thì gần như là khó mà có thể công thành. À, Vinh có nhớ trận đấu của một bạn đến từ Trung Quốc mà bạn ấy sử dụng bét gà và ở trong mắt thôn Giáng sinh, và bạn ấy đứng ở một cái chân của cục đèn ở bên tay trái, và ngay cả Trung Dũng và Sơn Hải phải nói là rất là Rất vất vất vả. vả, cả cả tiếng đồng hồ các bạn, cả một tiếng đồng hồ mới có thể đam được trúng được bạn ấy. Và khi mà đam trúng bạn ấy rồi đã là một chuyện rồi, sau đó những lớp đất ở phía dưới các bạn ấy bị bào mòn, và cái viên đất ở trên người bạn ấy chỉ còn chút xíu thôi, lại là một cái thử thách cực kỳ lớn cho các bạn Sơn Hải và Trung Dũng. Và trận đó thì theo thỏa nhớ thì một là Sơn Hải hay là Trung Dũng đã chết trước, và đội bên kia thì vẫn còn một người, và sau đó thì do là nhờ sự tinh thần đồng đội của hai bạn Sơn Hải và Trung Dũng thì họ đã chiến thắng một cách khá ngoạn mục khi bút hạt nhân thần chuẩn, khá hay. Chúng ta thấy là bạn Hoàng Nam và bạn Tuấn Hải vừa rồi đã kéo máu của bạn Trung Dũng xuống bằng chưa thấp hơn 1/2 cây máu. Các bạn ấy đã cũng Có đã lẽ phục. chiến thuật khá là rõ ràng của họ đó chính là họ sẽ tiêu diệt lựu đạn trước. Bởi vì tiếp cận pháo đài thì gần như là không thể rồi, tại vị trí nó giống như là có thể gọi là điện biên phủ, pháo đài Đúng là pháo đài, không thể đúng như công cái tên phá. của nó, đúng như cái tên của nó là pháo đài rồi. Tuy nhiên điều này có nghĩa rằng là bạn Sơn Hải nó sẽ phải phá map khá là nhiều, nhưng mà map thì bạn phá mình xong rồi. Còn Trung Dũng thì đang liên tục là mục tiêu tấn công, thì bạn đang tìm cho mình một cái vị trí để có thể hồi máu. Bây giờ thì bạn Sơn Hải đã tích cho mình một lượng máu khá lớn, vì vậy đó là chính là một cái mối hiểm họa của bạn Hoàng Nam và bạn Tuấn Hải. Cho nên là bạn Hoàng Nam và bạn Tuấn Hải, chúng ta nên xem xét lại việc tấn công bạn Sơn Hải, hoặc là tấn công bạn Sơn Hải ngay bây giờ, hoặc là chúng ta sẽ giết đi bạn Trung Dũng. Tuy nhiên thì cả hai Sơn Hải và Trung Dũng đang đứng ở một vị trí rất là khó tiếp cận. Và nếu như mà hồi nãy thì mình mở cái QBET ra thì mình cũng chưa có nắm kỹ cho lắm, đó chính là về cái việc kêu bắn chỉ định thì sau năm tên thì nó có thể tự động mất đi hay không, hay là Nó nếu chỉ chúng ta mất di đi khi chuyển, nó chỉ mất đi khi di chuyển à? Vâng, các bạn có thể thấy cái bét gà rất là kinh khủng đúng không ạ, cứ nằm một chỗ được miễn kháng mà lại gọi là không mất đi khi di chuyển nữa. Nếu chúng ta tìm được một vị trí thuận lợi mà có những góc bắn có thể toàn màn hình thì phải nói là vô đối rồi. Hiện tại bây giờ có Trung thể sau Dũng trận này tôi sẽ chịu nhà. đang tìm cho mình một nơi ẩn nấp khá kỹ, tại vì bạn ấy đang là mục tiêu tấn công của hai bạn đến từ miền Bắc, bạn Tuấn Hải và bạn Hoàng Nam. Các bạn có thể thấy gió trên màn hình chúng ta là 3.5. Đây là một lượng gió khá là khó khăn cho bạn Sơn Hải để có thể tiếp cận bạn Hoàng Nam. Có vẻ như là bão tuyết đang đỡ đến mát tàu băng, tại đang có tàu có băng thì chúng ta nên ăn tàu băng. Không bạn nào nhớ được Phải tên, ông trời. không bạn nào nhớ được tên thì các bạn nhắc giùm hai MC nhé. Vâng, và vì gió to thế này nên từ phía bên phải mà muốn tiếp cận phía bên trái thì các bạn đã phải dùng bốc cao, và map thi đấu đã gần được dọn sạch ở phía trên. Có thể là sẽ rất sớm thôi chúng ta sẽ thấy những pha đam liên tục. Bây giờ ở phía trên của bạn Trung Dũng đã khá là thoáng đãng, vì vậy có lẽ đây là tiếp tục những pha tấn công của các bạn Trung Dũng, các bạn Hoàng Nam và bạn Tuấn Hải. Vâng, một pha cộng hai tiếp tục phá map. Vâng, chạy xuyên giáp rồi các bạn, nhưng mà một đứa phá map thôi. Nếu như pha vừa rồi mà xuyên giáp mà trúng một bạn đến từ
ở đội miền Bắc thì có lẽ đó là một cái đòn cảnh tỉnh rằng là Sơn Hải đã bắt đầu tấn công. Tấn công. Vâng, và để hỗ trợ chúng ta vừa rồi, nhưng mà thấy là Trung Dũng cũng hỗ trợ cho Sơn Hải trong việc phá map. Bạn ấy đang dọn gần như sạch hết mấy mảnh đất phía trên đầu. Và theo Thỏ nghĩ thì bây giờ là cả hai bạn Hoàng Tuấn Hải và bạn Hoàng Nam, chúng ta nên thật sự là kết thúc một bạn đến từ đội miền Nam đi. Vì họ đã bắt đầu chuyển thế bị động sang thế tấn công rồi. Vâng, một pha rick 2k3 máu đáp trả những nãy giờ ăn hiếp Trung Dũng hả? Mày đặt nãy giờ ăn hiếp Trung Dũng của tôi hả? Không, ý các bạn Sơn Hải, ý các bạn Sơn Hải đó, nãy giờ ăn hiếp bạn Trung Dũng của tôi hả? Có tôi đáp trả. Em chị Thảo có dạy ngôn ngữ rất là gây nhầm lẫn. Vâng, và ngay lúc này thì bạn Tuấn Hải quyết định di chuyển vị trí. Có vẻ là bạn đã thấy rằng là bạn Sơn Hải đã có thể là thoáng đãng trong việc tấn công bạn đó rồi. Vị trí bạn đang bay thì mình dự đoán là bay ở trên vị trí, liệu vị trí đó gây khó khăn cho Sơn Hải. Có lẽ nên bay, cái này là từ rất lâu rồi. Ta từ rất lâu. Đúng rồi. Sao bây giờ mới chịu bay? Tại vị trí đó là hoàn toàn có thể Việt Nam chúng bạn Sơn Hải là hoàn toàn có thể. Đúng rồi. Và một phần nữa là sẽ hướng về sự tấn công, sẽ nghiêng về một bạn, còn một bạn sẽ được thảnh thơi. Trong khi đó chúng ta dồn một cột lại thì đam với là xui xui, không trúng thì cũng trúng người này, cũng trúng người kia thôi. Và có lẽ là một pha đào đến từ các bạn miền Bắc chăng? Tại vì bạn ấy đang đứng ở phía trên của bạn Trung Dũng và map thi đấu của chúng ta cũng không phải gọi là quá dày. Còn tình thế này Trung Dũng cũng quyết định thay đổi vị trí thôi. Một quyết định rất là dễ hiểu. Chắc là cũng sẽ bay lên trên. Này gọi là bắt trước không? Hay ta bay, mày đặt bay theo, trời ơi. Nhưng cái này sẽ chắc là rất là kịch tính. Tại vì hai lựu đạn ở vị trí rất là cao. Vâng ạ. À. Vâng ạ, à, bây giờ bạn Tuấn Hải vô tình đã phá đi những lớp đất còn thừa ở phía trên. Và việc tấn công bạn Sơn Hải thì đã bắt đầu có thể rồi. Đối với bạn Hoàng Nam, một pha bắn chay không thường của bạn Sơn Hải. Có lẽ đây là một pha đào trắng. Trung Dũng mò khá là sát mấy màn hình. Như vậy cũng khá là nguy hiểm, nhưng một cú hoặc là bạn sẽ rơi. Không, nhưng mà Vinh cũng phải biết là Trung Dũng là chuyên rơi mà. Rơi tự do mà. Vừa rồi bạn đã tặng cho một cú rơi tự do rất là đẹp cho bạn. Đúng rồi. Bạn ấy thể có một pha full dam của bạn Sơn Hải này, chúng ta sẽ rất cùng xem. Chạy cứ công kích đúng không ta? Không, không chạy hiểu công kích, nhưng mà đóng 4.000 máu. Tổng cộng là gần 800 máu. Khiến cho máu vừa đem full cây chỉ còn lại khoảng 1/3. Có lẽ các bạn đến từ Tuấn Hải và bạn Hoàng Nam nên tấn công bạn Sơn Hải càng nhanh càng tốt. Nhưng mà trong tình huống này các bạn lại quay sự chú ý của mình qua bạn Trung Dũng. Vâng ạ. Bạn Trung Dũng cũng đang đứng ở một vị trí rất khó khăn. Cũng khá là một quyết định khá là táo bạo. Gió thuận so với bạn Trung Dũng, vì vậy cho nên bạn ấy không thể là rót những lượt đào xuống bạn Hoàng Nam được. Bây giờ thì chúng ta thấy là một bạn sử dụng lựu đạn lưu gạch ở bên này thì tấn công bằng lựu đạn ở trên. Và bạn nói chung là lưu gạch tấn công lựu đạn vậy thôi. Không có thủ chiếm kiếm hay sao? Rất tiếc hả? Rất tiếc cho bạn Hoàng Nam pha vừa rồi. Bạn ấy đã tự ném mét vào chính mình. Nhưng không sao, bạn ấy đã tự tặng cho mình 500 lượt may mắn ạ. Và những pha đam sau thì những pha bầu sau của bạn ấy thì phải nói là sẽ rất đau. Vâng, các bạn là các bạn đã hoàn toàn từ bỏ việc tấn công và bạn là Sơn Hải. Dù mình đang thấy lo ngại vì đấy, tại vì Sơn Hải có tấn công rất lớn mà không... Bây giờ là đã là đến tên của bạn Sơn Hải rồi. Đây, tấn công rất lớn của mình đây. Không biết là bạn ấy sẽ rót những lượt đam tới ai.
trong khi là bạn Với map thi đấu này tình hình như thế này, bạn có thể rót lượt đam và bạn Tuấn Hải, mình nghĩ như vậy. tuy nhiên thì bạn Tuấn Hải chúng ta đã, bạn ấy di chuyển vâng ba cái chín máu ạ, gần 4.000 máu, chỉ là một pha bắn chay thôi các các bạn. bạn có thể thấy đây là năm ăn năm thua, một là có thể kết thúc luôn bàn Trung Dũng, hai là có thể tự hồi máu cho mình Kết thúc luôn là Trung Dũng. nếu cả hai cùng bầu, thì việc kết thúc Trung Dũng Là đó hai là tay có điều thể, hoàn toàn có thể. Và Trung Dũng đang đứng ở một vị trí gọi là thế rộng kìm. gọng kìm như vậy chiếm được vị trí cao hơn cũng không quá đáng lo ngại. Vâng, một pha đào của bạn Trung Dũng ạ. Vừa đào vừa phá map Có tạo lẽ lợi phá map thế để tạo lợi thế cho cho bạn bạn Sơn Hải. Sơn Hải. Vâng, có sự phối hợp giữa tổ đội Trung Dũng và Sơn Hải phải là rất nhịp nhàng, các bạn đổi từ chiến thuật này có diễn thắng rất là nhanh. Một pha bắn có thể nói là làm cho Sơn Hải Trung Dũng rơi khỏi vị trí ở phía trên, rất khó tiếp cận của mình. Bạn Hoàng Nam cũng Bắn có đạn lẽ dí, đạn dí sẽ dí ai đây? là kết thúc luôn bạn Rất bạn Tuấn Hải đến từ đội miền Bắc rồi. vâng, chúng tôi vẫn còn đang AMC vẫn còn đang rất là choáng váng trước cái sức mạnh không thể tưởng được của Mega. Đó, về sự nghiệp bắt gà đi. Tại vì những trận đấu tổ đội thường diễn ra rất là lâu, giằng co giữa việc cứ liên tục hồi máu giữa đấu sĩ và mầm xanh, trong khi đây chỉ cần một phát gà vô một phát đã khuấy đảo được trận đấu này. Nhưng cũng phải khá khen cho bạn Sơn Hải khi sử dụng phát gà rất hiệu quả. Bạn đã tìm được những cái vị trí rất là tuyệt vời. Không thể tin được. Thật là tuyệt vời. Bạn cá Họ biệt nói không? nói chung là họ nói rồi, nói chung là các bạn phải muốn sử dụng bát gà thì các bạn phải hiểu rõ cái sự hay của bát gà. Đó có thể là ý đồ của bạn Hoàng Nam khi bạn muốn cẩn thận, nhưng mà hình như mình đã nói thì Không, họ nghĩ là cái việc mà tấn công vô thành nó không thành công rồi, nãy Đắc Tân nó làm rồi. không, cái này không phải tấn công mà là ôm thành, Ôm thành không được rồi, nãy nó làm rồi. không lần này ôm thấm thiết hơn, tùy ai ôm chặt ai hơn thôi mà. Thì giống như là Vinh đã nói đó, skill bắn chỉ định khi mà boost lên thì chỉ khi di chuyển có thể Mất mất đi đi. Cho nên nếu chúng ta có ôm thành đi chăng nữa thì người thiệt hại vẫn là chúng ta thôi. vậy thì vấn đề là chúng ta đủ thời gian và đủ gọi là Để điểm chống ma phát. để cho chống đối với bét gà trong tình huống như thế này thì chỉ còn một cái là cầu cho xuyên giáp ra lúc bầu thôi. Xuyên giáp một phát thì tất cả giáp, tất cả phòng thủ đều zero hết thì các bạn mới có thể gọi là tấn công bách gà thôi, chứ bây giờ là hiện tại bách gà đang rất là chùm rồi đó, theo Vinh Vinh nữa. Vinh có đồng ý, nhưng mà bạn có thể nhìn thấy là như mình nói tạo một cái khiên, Đúng rồi, ở đấy thì có bao cũng đâu thể bao chúng được, nó rất là đau khổ như thế. bao tầm cao lúc nè Đúng rồi, nếu mà rất là khó khăn, chứ đừng vậy rất là khó khăn tuy tại nhiên vì thì bắn tầm cao thì có thể không có như vậy Hoàng Nam cho Vinh lắm. có để ý là những cái pha bắn là của cả hai bạn Tuấn Hải và bạn Hoàng Nam, khi mà bắn cái viên đạn gần tới bạn Tư bạn 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 Sơn Hải thì hầu như nó bay ra ngoài luôn, rất là đau khổ. Cái này thì cũng như chúng ta có thể so sánh một ví von một cái, giống như chúng ta đi mua nhà, chúng ta mua được cái khu nhà chúng hay khu quy hoạch thì chúng ta mất lên rất là nhanh. Và tiếp tục là một pha bắn của bạn Sơn Hải. Chỉ là cộng 2 thôi nhưng mà lượng đam cũng rất là khủng khiếp rồi, có vẻ là bạn Hoài Nam đang tận dụng tình thế rất là đau khổ. Xuyên giáp rồi các bạn. Rất may mắn cho bạn Hoàng Nam khi pha xuyên giáp đã không trúng bạn ấy. Nếu mà trúng thì ít nhất mất 3 ca máy, 4 ca máu. Không phải dạng vừa đâu. Hiện tại bây giờ trên người của bạn Sơn Hải thì đã tích cho mình một lượng sát thương, một lượng tấn công, một lượng may mắn và một lượng hộ giáp. Bất diệt quá, bạn có làm gì không? Cũng không rõ lắm. Vâng, ở tình thế này thì cũng quả là khó khăn khi mà có một người đứng sát mép phải màn hình mà không thể làm gì được. Nếu là Vinh thì chắc Vinh tự sát luôn. Không, họ nghĩ trong tổ đội chúng ta vẫn còn có nhiều thứ hay ho đấy. Chỉ cần bạn Tuấn Hải tích cho 999 tinh linh thì bạn ấy gọi là bạn ấy bao ạ.
và bầu pha bầu này có thể trúng hơn đấy. Vinh thấy không, có thể trúng được thì có thể là kết thúc luôn bạn Sơn Hải và sau đó lại tích 999 tinh linh và giết luôn bạn Trung Dũng. Trời ơi, ai biết được. Họ có làm như là trong lúc đó Trung Dũng với Sơn Hải đi đi ngồi chơi 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 xây nước. Vâng ạ, hiện tại bây giờ bạn Hoàng Nam của chúng ta đã có một lượng bầu khá lớn và bạn Tuấn Hải nãy giờ cũng đã xây sư lập tinh linh và không biết là chúng ta có những cú hích gì xảy ra hay không. Tuy nhiên có một điều chúng ta cần phải lưu ý đó là Hoàng Nam cho còn nửa cây máu và đây là một cú full bầu đến từ pháo đài Sơn Hải. Hồi hộp và chờ đợi ạ. Vâng. Vâng, kiểu này là có lẽ là kết thúc sớm rồi. Chưa chưa. Vẫn chưa các bạn. Chắc kiểu này là còn một một và bao một phần ngàn cây máu. Một và bao một một và bao một và bao thôi, không sử dụng một một thôi. Rất cẩn thận, bé cắn chết luôn. Vâng, kết thúc trận đấu chúng ta ngày hôm nay phần thắng đã nghiêng về hai bạn Sơn Hải và Trung Dũng. Bây giờ thì Thọ xin mời hai bạn chúng ta có thể lùi vào nghỉ ngơi và tiếp tục nhường sân đấu cho Hoàng Khuê và Đắc Tân sẽ đấu với bạn